chương 21. 021 thái biết điều. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cuốn quyết xông lên xe taxi loại chuyện này, thích nghi bình sinh lần đầu làm. Nhìn hậu phương vạn gia đèn đuốc theo xe trong kính chiếu hậu tan biến, tay nàng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu lông mày, có chút tự dễu cười cười. Rõ ràng làm buồn chán sự chính là nam nhân kia, nhưng thất lễ lại là nàng, điều này làm cho trong lòng nàng tương đương không vui mà tối lệnh nàng buồn bực chính là, không thấy Long Vu Hành, nhã xá sự tình tạm thời liền không có cách nào giải quyết, phát ra một tiếng kỹ không thể nghe thấy thở dài, nàng dùng sức thở sâu, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau phong cảnh, mi tâm long chặt. Di động nhu duyệt tiếng chung vang lên, các đoạn của nàng vẽ u sầu. Nhìn thấy điện báo biểu thị, thích nghi trước mắt sáng ngời, cấp tốc tiếp khởi. Cỏ nhỏ nhi. Thích nghi, ta nhớ ngươi lanh lảnh nhưng lại non nớt bé gái âm thanh vang lên mang theo một tia làm nũng vị ngươi lúc nào về cỏ nhỏ nhi ta cũng muốn ngươi đảng này nhất thời hồi lâu ta sợ là không có biện pháp trở lại nắm di động đầu ngón tay hơi thu thập thích nghi âm thanh tràn đầy ấy náy tình ngươi đợi ta được không cô gái có chút thất vọng lại lanh lợi đáp nếu như là bởi vì chuyện công việc kia cũng chỉ có thể như vậy thích nghi trong lòng nhất đau lại nghe cô gái lại nói thích nghi muốn làm việc cho tốt nha ta chờ ngươi thích nghi tân một tiếng ta treo cô gái rất nhanh liền cúp điện thoại nghe di động cắt đức hậu truyện ra đô đô tiếng vang thích nghi có chút khó chịu cô gái thái biết điều hiện ra của nàng độc lập không sai đảng ở giữa nhất định cũng bao gồm cô độc nàng mới nhỏ như vậy lâm chiếu xuống xe hậu đối người quản lý xin đi phất phất tay, nhìn tài xế đi xe ly khai, nàng quay người đi tiến biệt thự. Tỷ, ngươi thế nào mới trở về? Mới vào phòng, Lâm Đại liền tiến lên đón. Ba mẹ ở phòng khách chờ ngươi. Coi đến thiếu niên tuấn tú mặt lờ mờ có lo lắng chi sắc, Lâm chiếu tâm lột bột nhấc nhảy. Lâm Đại tựa là biết nàng tâm tư, bước chân thoáng khóa tiền, bám vào nàng bên tai đạo ba chính cho ngươi ra vào đông phương chi châu sự tình phát hỏa. Nhận được Lâm Đại nhắc nhở, Lâm Chiếu trong lòng cuối cùng có điểm đế nhi. Chắc hẳn là mấy ngày nay tiêu khiển đầu đề nhà họa. May mắn, nàng sớm liền nghĩ kỹ đối sách ứng phó. Thân thủ nhẹ nhàng vỗ Lâm Đại vai, nàng mỉm cười, liền hướng phòng khách đi tới. Lâm Đại cũng cùng ở sau lưng nàng. Phòng khách, người hầu đang dâng trà. Trên sofa ngồi nam sắc mặt người trầm linh, bên cạnh hắn phụ nhân chính nhỏ giọng khuyên bảo một ít gì. Nhìn thấy Lâm Chiếu đi vào, Lâm Quốc Hào hừ lạnh một tiếng, mở ra Lâm phu nhân đỡ bả vai hắn hai tay, cầm lên mặt bàn một phần báo lật xem. Lâm phu nhân hướng Lâm Chiếu sử một cái ánh mắt. Lâm Chiếu đi tới trước mặt Lâm Quốc Hào ngồi xuống, cầm lên chén trà đưa tới, dịu dàng cười. Ba, ta lần này về nước chủ yếu là muốn tiếp dịch nhiên sở đạo diễn ống ánh tập đoàn châu báo quảng cáo, cũng không phải là vì việc tư đi Đông Phương Chi Châu. Lâm Quốc Hào nghe nói, sắc mặt thoáng vừa chậm, bỏ lại trong tay báo, một đôi ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn nàng. Quảng cáo nhận. Đã thử qua kính. Lâm chiếu nhất cắn môi dưới. Bất quá lần này đến cạnh tranh nhân đô rất có thực lực, ta chưa hẳn là có thể chọn thượng. Ta nói rồi bao nhiêu lần, chúng ta lâm gia tối không thiếu chính là tiền, ngươi vì sao tổng bất nghe ta nói, cách này chảo nhuộm như nhau với giải trí xa một ít. Lâm Quốc Hào không nể mặt. Còn có đông phương tính tiểu tử kia, không cho ngươi lại cùng hắn qua lại, biết không? Chương 22 Không hai hai người kia Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 3. Đưa người mẫu là giấc mộng của ta Lâm chiếu nhướng mày, nhẹ giọng cắt ngang Lâm Quốc Hào lời Còn có, Hiện tại ta không muốn cùng ngươi nói đông phương tính sự tình. Ngươi, lão gia, ngươi tiêu nguôi giận. Mắt thấy lâm quốc hào muốn bạo phát, lâm phu nhân vội vã xuề bàn tay ra hướng lòng ngực của hắn vỗ vỗ. Nữ nhi còn nhỏ. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm quốc hào lạnh giọng vừa quát. Nàng cũng 23, còn nhỏ. Cho tới bây giờ, chính là ngươi đem nàng làm hư, nàng mới như vậy tùy hứng. Lâm gia từ trước đều là Lâm Quốc Hào làm chủ, bây giờ bị hắn quát mắng, Lâm phu nhân đành phải cấm thanh. Lâm Chiếu trong lòng không dễ chịu, đã nhìn Lâm Quốc Hào phát hỏa, lại thấy Lâm phu nhân hướng nàng lắc đầu, đành phải trước mềm hạ thái độ, ôn thanh đạo. Ba, ta lần này trở về thực sự chủ yếu là vì làm việc, ngươi tin ta có được không? Hơn nữa, ta làm cái gì tuyển trạch cũng không quan mẹ nó sự, ngươi không muốn hung nàng. Ba, tỷ luôn luôn coi làm việc như mạng. Lâm Đại ở bên trách chen vào nói. Điểm này, nàng nhưng giống ngươi. Nghe thấy nhi tử hát đệm, Lâm Quốc Hào hỏa khí trái lại đi xuống một chút, hắn nhìn chầm chầm Lâm Chiếu. Thật! Lâm Chiếu không tốt làm trái hắn, đành phải gật gật đầu. Lâm Phu Nhân vội vã cười nói. Đó chính là... Lão gia, trước ngươi cũng rất ủng hộ nữ nhi theo đuổi mộng tưởng, hiện tại nàng sự nghiệp thành công, chúng ta nên vì nàng cao hứng mới là lòng dạ đàn bà. Lâm Quốc Hào hoành trừng nàng liếc mắt một cái. Bất quá đã chiếu nhi quả thật là vì làm việc mới về nước, ta thượng nhưng tiếp thu. Ba, tỷ làm việc giống ngươi như nhau có chừng mực. Lâm Đại nhẹ nhàng trà sát hai tay. Nàng cũng không có nhượng chúng ta thất vọng quá. Lâm Quốc Hào trần trừ nhìn Lâm chiếu liếc mắt một cái, nhưng thấy sau hai mắt thanh minh, không giống với hắn giấu giếm cái gì, toại gật gật đầu. Lâm Chiếu trong lòng lại có một chút cay đắng. Nếu không phải nàng thật vì làm việc mới về nước, nàng nào dám tượng vừa như vậy không thể nhìn phụ thân. Còn Đông Phương tính sự tình. Sau này có cơ hội tái thuyết thôi. Tin một ngày nào đó, phụ thân hội tiếp thu bọn họ cùng một chỗ chuyện này. Nhận được dịch nhiên trợ lý điện báo, thích nghi trong lòng vẫn là cảm thấy an ủi. Thiên nhiên. Ống ánh tập đoàn quảng cáo nữ chính cũng không có định ra đến, người có muốn hay không lại đi thử một lần kính. Nàng đem vừa lấy được tin tức báo cho biết Lam thiên nhiên. Thử lại kính. Thiên nhiên đôi mi thanh tú nhẹ nhàng vừa nhất, không hiểu nhìn nàng. Ân, ừ, dù sao lần này tới thử vai nhân đô rất nổi danh, dịch nhiên nói hắn chọn trong đó mấy vị cảm thấy không tệ người mẫu một lần nữa lại thử một lần kính. Hắn hy vọng, này quảng cáo có thể tuyển trạch đến người tốt nhất đến chụp. Thiên nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn cao. Thích nghi mân môi cười. Ít nhất ngươi còn chưa có thua không phải. Là như vậy nói không sai. Thiên nhiên hơi một trận, mới nói. Bất quá. Cái kia quảng cáo ta không muốn. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy nàng trong mắt chảy ra tới cay đắng, thích nghi căng thẳng trong lòng. Là bởi vì người kia sao? thiên nhiên liếc nhìn nàng một cái không nói gì thích nghi cơ hồ có thể khẳng định của nàng suy đoán nàng đi qua vỗ vỗ thiên nhiên vai thiên nhiên trước ngươi không phải đã nghĩ hảo muốn đối mặt hắn sao thế nào hiện tại đột nhiên liền không muốn ra mặt thanh thản song đồng u u nhìn thích nghi một hồi thiên nhiên viền mắt nhất hồng thích nghi trước ngươi không phải đã hỏi ta người kia là ai mà ta vẫn luôn không trả lời ngươi sao ân ừ thích nghi không hiểu nhíu mày. Người kia. Thiên nhiên cúi đầu, trong mắt thoáng qua một tia không rõ cảm xúc. Nghe nói. Hắn đính hôn. Chương 23. 023 tình yêu đã thương người. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thích nghi thân thể chấn động. Nàng tươi thiếu nghe thiên nhiên đề cập kia chuyện cá nhân tình, nhưng cũng hiểu được người kia đối thiên nhiên ý nghĩa bây giờ thiên nhiên vì hắn mà quay về hắn lại cùng người khác đính hôn điều này làm cho thiên nhiên làm sao mà chịu nổi thiên nhiên thích nghi này không có gì thiên nhiên cười khổ một tiếng dù sao đô đã qua ta là chính mình ly khai ôn thành hắn cũng không có chờ ta nghĩa vụ thiên nhiên nói những lời này thời gian có trong nháy mắt thích nghi theo trong mắt nàng nhìn thấy thật sâu đau xót trong lòng nàng một tiếng thở dài thân tay nắm chặt thiên nhiên ngươi thực sự phóng được hạ sao phóng không buông được hạ lại thế nào dù sao là thay đổi bất kết quả thiên nhiên đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đầu lông mày nếu như đó là hắn thỏa nguyện ta liền chỉ có thể chúc phúc hắn ai nói tình yêu bất đã thương người thích nghi ôm chặt nàng quên đi ân thiên nhiên gật đầu yên tâm đi ta biết nên làm như thế nào vậy thì tốt. Thiên nhiên thở sâu, thoáng giật lại cùng thích nghi cách, cùng nàng đối diện lúc, trên mặt đã nở rộ nhàn nhạt tươi cười. Đúng rồi, có chuyện tình ta còn phải nói cho ngươi biết. Ân. Ừ. Cái kia. Thiên nhiên cắn môi dưới. Ta hôm qua không phải ra ngoài sao. Lúc trở lại, không cẩn thận tổn thương một người. Ngươi đại khái không ngờ hắn là ai, cư nhiên chính là ngươi muốn tìm Long Vu Hành. Long Vu Hành sao? Cho dù chưa từng cùng hắn đã gặp mặt, đảng theo bên ngoài nghe phong phanh, thích nghi liền hiểu được hắn là cái cực chi nhân vật lợi hại. Lần này, thiên nhiên thế nào lại liền chọc tới hắn đâu? Thích nghi. Nhìn thích nghi chân mày sâu khóa, thiên nhiên có chút lo lắng. Xin lỗi a, à, ta hoàn toàn không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy tình. Ta cái kia thời gian vừa mới biết trình kêu đến hôn tin tức, tâm thần ngẩn ngơ, không cẩn thận đánh lên thủ hạ của hắn, người kia thái độ rất sai, ta thoáng cái nhịn không được hỏa khí, liền cùng hắn khởi xung đột. Sau đó? Sau đó thế nào? Thiên nhiên nuốt một chút nước bọt, ở thích nghi chặt nhìn chầm chầm ánh mắt của mình hạ, chột dạ đạo. Sau đó? Ta ninh nước khoáng nắp bình liền hắt quá khứ, không nghĩ đến thiên, trực tiếp đem long vu hành hắc thành ướt sủng. Nghe đến đó, thích nghi suýt nữa không ngất đi bất quá ngươi yên tâm đi, lúc đó ta cũng đã hướng hắn nói kiểm, hơn nữa cho hắn bồi thường. Hắn đô không nói gì thêm, chính là nhìn chầm chầm vào ta xem, ta bị hắn nhìn thấy trong lòng sợ hãi, liền chính mình chạy mất. Ta còn mang mũ hòa kính râm, bọn họ hẳn là nhận bất ra ta. Thiên nhiên nắm chặt thích nghi tay, nói nói đến phần sau có chút bất quá chắc chắn hỏi. Bọn họ hẳn là nhận không ra đi. Mặc dù thiên nhiên vẫn ở châu Âu phát triển, nhưng của nàng danh khí lại tương đương vang dội, cho dù lúc đó nàng cố ý trang điểm quá, chỉ sợ tượng long vu hành loại người như vậy vật, cũng là có thể thức xuyên của nàng đi. Chỉ là, long vu hành cư nhiên làm cho nàng thuận lợi chạy trốn, rốt cuộc là có dụng ý gì? Này! Thích nghi rất muốn nói với thiên nhiên lời nói thật, nhưng nhìn thấy nàng trong mắt mong đợi quan mang, lại sợ dọa hoại nàng, đành phải gật gật đầu. Có lẽ đi thiên nhiên này mới thở vào nhẹ nhõm. Lại không ngờ được, nàng sớm trở thành người khác cá trong chậu. Vạn gia đèn đuốc. Kỳ thực từ lần trước từ nơi này cũng như chạy trốn ly khai hậu, thích nghi liền không quá nguyện ý lại tới nơi này. Nhưng bây giờ, nàng không thể không đến. Long vu hành nhân đêm qua gọi điện thoại cho nàng, nói hôm nay hắn muốn gặp nàng. Vạn gia đèn đuốc quản lý vừa nhìn thấy nàng liền nhận ra được, Tự mình đem nàng nên thượng lão bản phòng làm việc. Lần này, nàng gặp được Long vu hành. Chương 24 024 nghĩ muốn cái gì? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nam nhân ngồi ngay ngắn ở bàn học hậu phương, đau tức bàn khuôn mặt tuấn tú ngủ quan khắc sâu, góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm cục xuống, tầm mắt đưa lên ở máy tích sách tay trên màn hình. Long tiên sinh, trần tiểu thư tới quản lý báo cáo hoàn tất, liền thẳng ly khai. Thích nghi đi tới nam nhân trước mặt. Long vô hành cũng không nhìn nàng. Ngồi. Thích nghi cũng không khách khí, nhấc mông ngồi xuống. Long tiên sinh, ta đối năng lực của ngươi tỏ vẻ bội phục. Muốn biết, nàng vừa mới đến ôn thành không lâu, trước đây vẫn ở la mã cuộc sống, cũng không phải gì đó nổi tiếng nhân sĩ, lúc trước nàng đến tìm hắn. Trừ Trần Thích Nghi, tên này bên ngoài, cơ bản đô không có để lại đầu mối gì, nhưng hắn lại ở mấy ngày trong vòng đêm nàng đáy đô khởi thanh, thậm chí ngay cả nàng tìm mục đích của hắn đô tra được, như vậy, hắn yên không phải nhân vật lợi hại. Chắc hẳn, hắn cũng biết hiểu nàng cùng thiên nhiên quan hệ đi. Trần Tiểu Thư quá khen. Ở trên bàn gõ gõ ngón tay hơi một trận, Long Vu Hành sâu con ngươi như nhất hoàng nước đầm, không còn thấy đế. Nghe Long Tiên Sinh Nhân nhắc tới, ngươi tìm ta là muốn nói nhã xá sự tình thích nghi cũng không lời vô ích đi thẳng vào vấn đề long tiên sinh nói cái giá đi long vu hành môi mỏng nhất câu âm thanh tràn đầy thô bạo tiền chưa bao giờ là ta muốn suy nghĩ vấn đề thích nghi chân mày tức thì sâu khóa nam nhân vung lên mày thoáng nhất áp trong lòng dân lên kia luồn rùng mình cảm giác thích nghi vững vàng hỏi vậy thì long tiên sinh nghĩ muốn cái gì long vu hành mỉm cười không biết chuyện tự đường nét rõ ràng cánh môi khẽ động, một chữ một trận nói ra. Lam, thiên, nhiên. Mới đi ra vạn gia đèn đuốc, thích nghi liền nhận được Trần Bích Nhã điện báo, đối phương ước nàng ở một nhà quán cà phê gặp mặt. Về trước thích nghi liền đem ôn thành hiểu biết quá một lần, thêm chi hiện đại hóa giao thông phương tiện, thích nghi rất nhanh liền tìm được Trần Bích Nhã. Thích nghi mới tọa hạ, Trần Bích Nhã liền hỏi nàng. Ngươi cùng Long Vu Hành đã gặp mặt của nàng tin tức có phần biết được quá nhanh đi. Thích nghi hai hàng lông mày hơi dương. Ai nói cho ngươi biết? Dương trước trí. Út. Thích nghi chỉ tốt ở bề ngoài gật gật đầu. Nói được thế nào? Trần Bích Nhã đôi mi thanh tú nhất ninh, hình như thái độ đối với thích nghi hơi có chút không hài lòng, nhưng nàng xuất thân phú quý nhân gia, giáo dưỡng trái lại vô cùng tốt, không có trước mặt phát tác. Nhã xá có thể mua về tới sao? ngươi đã như vậy lo lắng nhã xá vì sao lúc trước muốn đem nó bán đi thích nghi không đáp hỏi lại đang muốn đem chén cà phê hướng trong miệng tống trần bích nhã nghe nói động tác bị kìm hãm thích nghi thấy tình trạng đó nhẹ suy cười dung ta nghĩ nghĩ ngươi lúc trước cho rằng dương trước trí sẽ không tiết lộ chuyện này vốn định lấy bán nhã xá tiền đến ứng trung thiên truyền thông tiền vốn quay vòng mất linh cấp đẳng công ty ổn định lại một lần nữa kiếm tiền hậu sẽ đem nó chuột đồ đi. Chỉ cần dương trước trí phối hợp ngươi tìm được một nguyện ý bảo thủ bí mật người mua, như vậy ngươi liền sẽ không bị trần gia nhân trách cứ, hơn nữa cũng bởi vì giải quyết trung thiên truyền thông khó khăn mà đã bị đại gia khẳng định. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, dương trước trí cuối cùng vẫn còn bán đứng ngươi. Hiện tại trần gia kia hai vị biết chuyện này, đối diện ngươi giận dữ đi. Thích nghi dừng một chút, tựa thở dài phi thở dài. Ngươi bây giờ là nghĩ vội vã muốn mua hồi nhã xá. Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Trần Bích Nhã nắm chén cà phê ngón tay thoáng sử lực, bên trong chất lỏng liền dập dờn ra từng vòng rung động. Giống như nàng hiện tại thấp thỏm bất an tâm tình bình thường. Chương 25 Không hai năm gia, trạch Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thích nghi đầu ngón tay nhẹ vỗ về mi tâm, suy tư khoảnh khắc, vừa rồi nhàn nhạt mở miệng. Rất xin lỗi, nhã xá ta tạm thời mua không trở lại. Với nàng mà nói, nhã xá không như Lam Thiên Nhiên quan trọng. Bởi vậy, ở Long Vu Hành xuất khẩu hướng nàng muốn Lam Thiên Nhiên thời gian, nàng trực tiếp cự tuyệt. Tạm thời bất luận Long Vu Hành là phủ vì thiên nhiên hắc hắn thủy duyên cớ tính toán trả thù, chỉ bằng vào hắn muốn Lam Thiên Nhiên này bất thuần động cơ, liền làm cho nàng ác cảm thiên nhiên là người không phải đông tây, há là hắn nói muốn nàng liền cấp. Nghe thấy thích nghi lời nói, Trần Bích Nhã một tiếng cười nhạo. Thế nào, lúc trước ngươi lời thề son sắc nói ra những lời đó, bất quá chính là không khẩu bạch thoại mà thôi. Trung thiên truyền thông chuyện, ta sẽ giúp. Thích nghi hai tay giao nhau bình bày ở trên mặt bàn, thân thể hơi cúi về phía trước. Ta sẽ không nhượng nó ngã xuống. Lý luận xuông, ai không hội. Trần Bích Nhã lạnh lùng nhìn nàng. Cũng được, ta cho tới bây giờ cũng liền chưa từng nghĩ muốn dựa vào ngươi. Tái thuyết, trung thiên truyền thông sự tình lại há là ngươi có thể ban được. Dung ta đến đoán xem ngươi hồi trần gia mục đích đi. Nàng dừng một chút, mới lại nói. Theo ngươi xuất hiện ở nhã xá ngày đó trở đi đến bây giờ, đã hảo mấy ngày, chỉ là. Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng đi nhìn quá gia gia hòa ba, cho nên, ngươi sẽ ở khoảng thời gian này hồi trần gia, tịnh không phải là bởi vì nặng hơn tình nghĩa đi. Như vậy, ngươi chính là vì tiền tài mới có thể hồi trần gia. Thích nghi nhướng mày. Nàng cho tới bây giờ cũng không có mong được quá người khác có thể nhiều hiểu nàng, nhưng nghe đến Trần Bích Nhã như vậy nóng phúng lãnh trào lời nói, trong lòng vẫn là có chút hứa khổ sở. Trần Gia, cuối cùng là hội chia năm sẽ bảy đi. Dù sao, ở Gia Gia cùng phụ thân gặp chuyện không may hậu, Trần Gia những người khác trong lòng đâm chiêu suy nghĩ, đối nhau sống thái độ cũng không cùng. Còn là đi tới một bước này. Không nói lời nào, xem như là ngầm thừa nhận. Trần Bích Nhã cắn chặt răng. Đã làm không được, lúc trước Hà Tất nói ra những lời đó. Ta đích xác là bảo đảm quá Trần Gia sẽ không đảo. Đã Trần Bích Nhã muốn như vậy nhìn nàng, như vậy nàng có cần gì phải giải thích nhiều như vậy. Thích nghi đôi mi thanh tú vung lên, Cùng Trần Bích Nhã bốn mắt tương giao, khí thế không giảm chút nào. Cho dù không có nhã xá, chỉ cần Trung Thiên truyền thông còn đang, Trần gia sẽ không tính đảo. Trần Bích Nhã không nói lời nào, lại có một đạo nhàng nhạc giọng đàn ông chen vào. Trạch cũng không ở tại, gia còn không tính đảo sao? Lời này, thành công hấp dẫn hai người lực chú ý. Nam nhân đảo tượng từ trước đến nay thuộc tựa như, không đợi các nàng gọi liền ngồi xuống đồng thời hướng nhân viên phục vụ vẫy vẫy tay. Cà phê Blue Mountain Chúng ta trần gia chuyện, lúc nào đến phi ngươi một người ngoài sen mồm. Trần bích nhã sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn nam nhân. Ở đây không chào đón ngươi, thỉnh ngươi ly khai. Trần đại tiểu thư không chào đón ta, trần tứ tiểu thư đâu. Nam nhân mâu quan dọc theo mặt nàng mặt nhất lượt, với nàng lạnh nhạt là hoàn toàn không thấy thái độ, hắn đem tầm mắt dừng hình ảnh ở thích nghi thanh tú trên gương mặt, khóe miệng một mặt như cười như không. Chắc hẳn tứ tiểu thư sẽ không đi quảng trần kỳ chính tiên sinh cùng đại phu nhân, như vậy trần lão gia tử đâu. Nghe hắn như vậy ngôn ngữ, thích nghi tâm trầm xuống. Đối phương như vậy thế tới rào rạc, hoàn toàn xuất phát từ của nàng ngoài ý liệu. Thế nào hắn một người ngoài, cư nhiên đối trần gia nhân vật quan hệ lại như thế giải. Huống hồ, nàng cảm giác Trần Bích Nhã cùng hắn giữa, có chút ý vị sâu xa. Hoan nghênh. Cưỡng ép định trụ tâm thần, thích nghi đạm đạm nhất tiếu, biểu hiện ra nhìn không ra cái gì mạch suy nghĩ. Minh Thiếu. Chương 26. 026 người liền cứ việc ra chiêu đi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Nghe thấy thích nghi kêu to, Minh Thiếu viễn con ngươi sắc chuyển sâu, đáy mắt hình như có một mặt tình tự chảy xuôi mà qua, rất nhanh lại biến mất. Hắn cánh môi nhất công, như cười như không. Không nghĩ đến tứ tiểu thư nhiều năm định cư nước ngoài, đối ôn thành nhân sự cư nhiên cũng hiểu biết không cạn. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Thích nghi đạm thanh trả lời. Minh thiếu viễn đáy mắt tuôn ra một mạc không chút nào che giấu thưởng thức quan mang. Trần bích nhã lại là sắc mặt trầm xuống, bỗng đứng lên. Trần thích nghi, ngươi là muốn nghe người này sao? nếu như làm như vậy đối trần gia có lợi ta cớ sao mà không làm thích nghi ngẩng đầu cùng nàng đối diện âm thanh bằng phẳng lãnh đạm cho dù trung thiên truyền thông muốn bại ta cũng sẽ không cùng hắn hợp tác trần bích nhã vung ống tay áo giận dữ ly khai nhìn bóng lưng của nàng rất nhanh tan biến thích nghi nhẹ nhíu mày theo nàng biết trần bích nhã từ trước ổn trọng đảo chẳng biết tại sao vừa thấy minh thiếu viễn tựa như này nóng nảy thế là Nàng rất nhanh đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Minh Thiếu Viễn. Minh Thiếu Viễn ánh mắt hình như đuổi theo Trần Bích Nhã đi một hồi, nhưng ở thích nghi nhìn về phía hắn lúc, hắn vẻ mặt yên ổn. Trần đại tiểu thư quả nhiên có Trần Kỳ chính tiên sinh phong độ. Các ngươi trước có quá tiếc. Thích Nghi bưng lên cà phê suýt một ngụm. Không có. Giọng đàn ông gió yên sóng lặng. Thích Nghi buông chén cà phê, khóe miệng mỉm cười. Minh Thiếu thực sự bất tính toán ra truy một chút. Minh Thiếu viễn nhớ mày, trầm mặt nhìn Thích Nghi. Minh Thiếu là bình tĩnh nhân. Thích Nghi cười nhạt, trong mắt lưu quan bốn phía. Nhưng ta cũng không phải ngu ngốc. Nếu không phải cùng Minh Thiếu viễn có quá tiếc, Trần Bích Nhã như vậy không khéo nhân, sao lại tùy tiện vứt bỏ cùng hắn cơ hội hợp tác. Muốn biết, nam nhân này sở kinh doanh Minh Nhật Chi tinh tiêu khiển truyền thông năm gần đây phát triển rất mạnh, ở quốc tế thượng đã chiếm cứ tương đương quan trọng địa vị như hắn nguyện ý hơi chút chiếu cố một chút trần gia trần bích nhã tất không biết dùng bán đi nhã xá này một chiêu cuối cùng vì trung thiên truyền thông trù tư minh thiếu viễn nhìn nữ tử ánh mắt càng phát ra sâu ám tứ tiểu thư thực sự là người thông minh nàng bất chuyện muốn làm tình ta cũng sẽ không quá miễn cưỡng thích nghi đứng lên phiền phức minh thiếu thanh toán tứ tiểu thư minh thiếu viễn gọi ở đã xoay người chuẩn bị ly khai thích nghi ngươi về trừ nghĩ bảo trụ trần gia lẽ nào đối trung thiên truyền thông liền thật không có một tia lòng mơ ước thanh âm kia chế nhạo chói tai thích nghi quay đầu lại liếc hắn liếc mắt một cái minh thiếu cho dù ta có giả tâm cũng tất không giống mổ một chút hữu tâm nhân như vậy muốn nhìn trần gia ngã xuống minh thiếu viễn hơi kinh hãi ngươi liền cứ việc ra chiêu đi thích nghi môi tuyến nhất câu, tiếu ý lạnh bạc. Dứt lời, quay người ly khai. Đồ lưu minh thiếu viễn một người ở đó, khẽ cau mày. Đem tài liệu trong tay đưa tới nam nhân trên mặt bàn, lý tốc mở miệng. Tổng tài, đây là ngươi muốn gì đó? Ân. Nam nhân theo tiếng, tiện tay mở ra tư liệu. Văn kiện nội dung hình như có chút thú vị, nam nhân lật xem gian, nguyên bản sâu ám con ngươi sắc dần dần chuyển lượng, kia giống như săn bắn bàn quang mang lệnh lý tốc nhịn không được đánh cái giật mình lạnh run ba một tiếng nam nhân khép lại văn kiện ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lý tốc khóe miệng nhất câu ước nàng tới nơi này cùng ta gặp mặt lý tốc vi lăng phản ứng nhưng cũng cực nhanh là lập tức quay người đi làm sự nam nhân con ngươi sắc nhất sâu khóe miệng tiếu ý dạt dào trần thích nghi nguyên lai like ngươi cùng trần gia thậm chí có như vậy quan hệ. Rất tốt. Chúng ta muốn chính thức giao phong. Chương 27 027 thời gian có thể làm cho nhân quên. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thích nghi vào cửa hậu, thiên nhiên lập tức nên đón. Ngươi về. Ngồi. Thích nghi đem nàng kéo đến sofa ngồi xuống, hai tròng mắt chống lại mắt nàng. Ta nói rồi, ngươi không cần phải lo lắng ta hắn thật không có nhắc tới ta sao thiên nhiên lo lắng sợ sệt hỏi ra cửa tiền thích nghi cùng thiên nhiên đề cập qua muốn đi gặp long vu hành thiên nhiên vốn không muốn làm cho nàng một mình đi nhưng nàng lại kiên trì muốn chính mình quá khứ vì chính là miễn đi thiên nhiên cùng long vu hành gặp không nghĩ đến long vu hành cư nhiên hội đưa ra như vậy yêu cầu như thiên nhiên biết chỉ sợ sẽ có hảo một trận tử lo lắng thích nghi vỗ vỗ bả vai của nàng nói dối không nháy mắt con ngươi không có thiên nhiên nhẹ thở ra hắn quả nhiên không nhận ra ta thích nghi phủ ngạch thế nào thiên nhiên nắm nàng không thoải mái không có việc gì hôm nay chạy một ngày hơi mệt nhã xá sự tình nói được thế nào không nói long là trong lòng đột nhiên có chút bất an khởi đến thiên nhiên nhớ mày. Bởi vì ta sao? Ngươi nghĩ đi đâu? Thích nghi trừng nàng liếc mắt một cái. Chuyện không liên quan ngươi. Ngươi ra giá tiền thế nhưng hắn mua nhã xá gấp hai, hắn tự nhiên cũng không chịu bán không? Không phải tiền vấn đề. Thích nghi nhún nhún vai. Ngươi nên biết, tượng long vu hành loại người như vậy, căn bản không thiếu tiền. Không phải nói quân tử bất đoạt nhân sở được không? ngươi cảm thấy long vô hành loại người như vậy có thể là quân tử sao thiên nhiên không nói gì có thể trà trộn đen trắng hai đạo nhân sao lại không có một chút đặc biệt thủ đoạn người kia đại khái đã làm rất nhiều không đủ quan minh chính đại sự tình thiên nhiên trần gia sự tình rất phức tạp ngươi sẽ không muốn suy nghĩ nhiều quá thật chuyện không liên quan ngươi huống hồ cho dù ta hiện tại mua về nhã xá cũng chưa hẳn là có thể ngừng muốn đối trung thiên truyền thông hạ thủ nhân trong bóng tối động tác. Thích nghi thân cái lười eo. Ta còn phải ở chỗ này đánh một hồi trận đánh ác liệt mà ngươi. Của nàng con ngươi nhất ngưng, nghiêm mặt nói. Ngươi nếu quả thật tính toán vứt bỏ trình kiêu, vậy ngươi có muốn hay không về trước La Mã? Hoặc là... Về nhà. Bất. Thiên nhiên cơ hồ không chút do dự liền cự tuyệt ta phải ở lại chỗ này cùng ngươi kề vai chiến đấu ngươi không sợ chuyện cho tới bây giờ ta còn có cái gì rất sợ thiên nhiên tự dẻo cười dù sao ở nơi nào đô giống nhau không có người kia bồi bên người đâu bất đô như nhau nhìn nàng dần dần ảm đạm xuống mắt thích nghi căng thẳng trong lòng lại không khuyên có ít thứ chỉ có thời gian mới có thể làm cho người ta quên cho nàng nhất điểm không gian, liền hảo. Ngày hôm sau, thiên nhiên bất tính toán hồi La Mã cũng không muốn trở về Lam Gia, thích nghi liền tính toán cho nàng tìm một chút sự tình làm, miễn cho nàng suốt ngày nghỉ ngợi lung tung. Giữa lúc nàng vì chuyện này phát sầu thời gian, có tin tốt tới. Thế nào? Nhìn thích nghi niềm vui hiện trên khóe mắt bộ dáng, thiên nhiên vung lên đôi mi thanh tú. Có cái gì chuyện tốt muốn chia sẻ sao? là về ngươi chuyện tốt thích nghi để điện thoại di động xuống cầm lên dao nĩa cắt một ổ bánh bao hướng trong miệng nhất tống nhai vài hạ mắt thấy thiên nhiên tập trung tinh thần nhìn nàng vừa rồi cười đạo ta vừa mới nhận được đông phương chi châu truyền thông người đến điện nói đông phương chi châu tổng tài đông phương tính muốn cùng ngươi gặp mặt một lần nghe ngữ khí của hắn hình như là muốn mời ngươi cùng bọn họ hợp tác ngươi vội vàng đi lên chuẩn bị một chút chúng ta đi Đông Phương Chi Châu thấy Đông Phương Tính. Chương 28 028 nàng biết nàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghe thấy phòng làm việc có tiếng bước chân vang lên, nam nhân thoáng ngẩng đầu đảo qua nguồn âm sử, nhìn thấy kia đối sóng vai mà đi tuấn nam mỹ nữ, lông mày rậm nhất tà. Các ngươi thế nào cùng đi? Không chào đón. Sở hoài hừ nhẹ một tiếng, kéo sở niệm ngồi vào bên hông ghế salon bằng da thật ta là mở ra hội, ca ca hắn tống ta. Sở niệm hướng về phía đông phương tính cười cười. Đại ca, ngươi gần đây rất bận đi. Ta bận thông thả trái lại thứ nhì. Đông phương tính bỏ lại phê duyệt văn kiện bút máy, ưu nhã đứng dậy đi tới trước mặt nàng, thân thủ vuốt ve của nàng mở đầu. Ngươi sẽ không muốn lại vì chuyện công việc bận đến bận đi. Nhìn ngươi, đều phải đính hôn người, thế nào đừng vội mà đi Mỹ dung mua quần áo, không sợ trình kiêu ghét bỏ ngươi không đủ đẹp a à. đại ca ngươi nói cái gì đó sở niệm chu miệng mặt mày lý đều là sáng nhìn ra được nàng bây giờ tâm tình rất là vui mừng sở hoài nhìn nàng ngón tay dài mơn trớn hàm dưới khóe miệng đồng dạng ngâm nhợt nhạt tiếu ý bất trêu ghẹo ngươi ngươi đã muốn họp đi đi đông phương tính vỗ vỗ nàng vai hết bận này quảng cáo liền tốt hảo nghĩ phép biết không không có nam nhân thích làm việc cùng lão bà đại ca ta còn không là lão bà của hắn đâu sở niệm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ trừng đông phương tính liếc mắt một cái liền chạy ra phòng làm việc của hắn thời gian như nước chảy không nghĩ đến tiểu niệm nha đầu này cũng muốn xuất giá đông phương tính nhìn nàng bóng lưng tan biến cửa phòng đạm đạm nhất tiếu mâu quan liếc hướng ngồi ở đối diện nam nhân đảo là chúng ta này đó làm ca ca hoàn toàn không có bên dưới sở hoài lông mày rậm nhất chọn. Nhìn không ra ngươi cũng muốn một phần cảm tình. Đông Phương tính cười mà không ngữ. Lâm chiếu đâu? Sở hoài đôi chân ưu nhã vén khởi đến. Ngươi cùng nàng không phải rất nghiêm túc sao? Ngươi cho rằng là như vậy. Đông Phương tính ngôn ngữ nhàn nhạt, nghe bất ra tình tự. Lâm chiếu là cái không tệ nữ hài, nếu như Lâm Quốc Hào và mẹ ngươi đô không phản đối lời ta hiện tại không muốn nói vấn đề này. Nhìn Đông Phương tính đáy mắt rồi lên lành lạnh quan mang, sở hoài nhún nhún vai, bất nói nửa ngữ. Thiên nhiên mới cất bước đi ra thang máy, liền dạy người đụng phải một chút vai. Khi thình lình xảy ra lực đánh vào lệnh nàng thân thể hơi nhoáng lên, nàng không ổn định bước chân, suýt nửa liền mới ngã xuống đất. May mắn, cùng ở nàng hậu phương thích nghi rất nhanh thân thủ đỡ một chút của nàng eo nhỏ nhắn, trợ nàng ổn định gót chân. Xin lỗi. Bởi vì vừa là chạy chậm theo đông phương tính phòng làm việc ra tới, sở niệm nhất thời sát bất ở bước chân liền đụng phải thiên nhiên, lúc này nhìn thấy đối phương ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng vội vã đứng lại tự thân tử xin lỗi. Ta đi quá mau, không có ý tứ a à. Thiên nhiên ánh mắt yên lặng nhìn sở niệm, rất lâu không nói. Thích nghi nhớ mày. Bị một nữ tử như vậy hết sức chăm chú nhìn, sở niệm đáy lòng lờ mờ diễn sinh một tia bất an nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới lo lắng hỏi tiểu thư ngươi không sao chứ thiên nhiên cũng không trở về ứng thích nghi thấy tình trạng đó vội vã bấm một cái thiên nhiên cánh tay đồng thời nói với sở niệm không quan hệ nàng nhưng có thể có chút phản ứng không kịp thiên nhiên này mới phản ứng được nhìn sở niệm kia tràn đầy lo lắng mắt khóe miệng nàng nhẹ nhàng câu một chút ta không sao a Sở Niệm lại nới rộng ra con ngươi, kinh nghi nói: "Ngươi không phải Na Ra làm Thiên Nhiên sao?" Thiên Nhiên hơi sững sờ. "Ta là..." Sở Niệm cười, ăn nói đỉnh đạt nói: "Nhĩ Hảo, ta kêu Sở Niệm." Nhìn nàng thân ra tới bàn tay, Thiên Nhiên trong lòng nhất chát. Nàng biết nàng là Sở Niệm. Chương 29. 029 không, không khéo không thành thư. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sở niệm là ống ánh châu báu tập đoàn chủ tịch sở dũng thiên kim Rất nhanh liền hội trở thành trình kiêu vị hôn thê Lời này là của trình kiêu mẫu thân Sài Phượng chính miệng nói cho của nàng Sài Phượng còn cho nàng nhìn sở niệm cùng trình kiêu chụp ảnh chung Hai người nam tuấn nữ tịnh có thể nói duyên trời tác hợp Đó là 5 năm trước chuyện Sở niệm lúc đó còn rất là thanh chắc bộ dáng, Đảng đã có loại thanh lệ thoát tục mỹ lệ phong cách Nhiều năm hậu Càng là trổ mã được như hoa như ngọc Làm người ta động dung Cho nên thiên nhiên sớm liền biết sở niệm Chỉ là So với mấy năm trước nhìn thấy ảnh chụp bộ gián nghi Hiện tại sở niệm nhìn qua Kỳ thực càng thêm nhà động lòng người chính là Huống hồ Nàng còn như vậy kiêm tốn có lễ Thiên nhiên Thích nghi là cực nhỏ nhìn thấy thiên nhiên thất lễ Hôm nay lại nhìn thấy mấy lần nàng chỉ có lấy tay khuỷu tay đẩy thiên nhiên, nhắc nhở. Cùng người ta chào hỏi a. À? Ân. Ừ. Thiên nhiên ngơ ngác liếc nhìn nàng một cái, sau đó mặt hướng sở niệm. Sở tiểu thư, nhĩ hảo, ta là Nara. Các ngươi là đến tìm đông phương tổng tài đi. Hắn ở bên trong. Sở niệm thoáng tránh ra đạo. Vào đi thôi. Cảm ơn. Lần này, thích nghi không đợi thiên nhiên đáp lời, dẫn đầu ứng không khách khí như vậy ta gấp đi trước sở niệm mỉm cười nhìn thích nghi gật đầu liền vượt qua các nàng đi vào thang máy gian đãi thang máy khép lại thích nghi lập tức nắm lấy thiên nhiên tay tay áo thiên nhiên ngươi làm sao vậy không thoải mái sao thiên nhiên lắc đầu nghiêng thân thể liếc mắt nhìn thang máy cổng nhẹ hạp mi mắt đi thôi thích nghi còn muốn nói gì lại thấy phía trước một đạo cao gầy thân ảnh đi tới nữ tử một thân đồ công sở, mang một bộ kính gọng đen, hoặc nhìn tương đương khôn khéo lão luyện. Nếu không phải nàng niên kỹ thượng nhẹ, thích nghi hội cho rằng nàng là một vị sự nghiệp thành công nữ cường nhân đại biểu. Nữ tử kia trạm ở trước mặt các nàng, tươi cười, cười có lễ. Các ngươi hảo. Ta là Đông Phương Chi Châu Tổng Bí Thư trưởng Lạc Ưu, lúc trước chính là ta liên hệ của các ngươi. Lạc Thư Ký Hảo. Thích nghi hồi lấy cười. Trần Tiểu Thư, Nara, Tổng Tài còn đang tiếp khách. Lạc ưu hướng các nàng làm một thỉnh thủ thế. Ta mang bọn ngươi đi quý khách sảnh hơi chờ một lát. Thích nghi liếc xéo thiên nhiên liếc mắt một cái, nhưng thấy nàng một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nghĩ khởi vừa rồi vị kia gọi sở niệm nữ tử, trong lòng nàng trầm xuống, cùng thiên nhiên sống vai đồng hành lúc, khẽ dò hỏi. Ta thời gian trước ở một từ thiện chút ngủ ngon thường, hình như nghe thấy có người đàm luận ống ánh châu báu thiên kim muốn cùng trình thị điền sản công tử đính hôn. Thiên nhiên trách con ngươi nhìn nàng. Thích nghi đứng lại bước chân. Sở niệm liền là của trình kiêu vị hôn thê. Lời của nàng ngữ, dùng chính là khẳng định ngữ khí. Theo thích nghi trong miệng nghe thấy một câu nói kia, thiên nhiên có chút thất thần. Khoảnh khắc, nàng gật gật đầu. Là. Sau đó, cấp tốc đuổi kịp lạc ưu nhịp bước thích nghi lập tức đầu đau như búa bổ thật thật là không khéo không thành thư chỉ sợ sau này ở ôn thành ngày khổ sở quý khách trong phòng lạc ưu cho thích nghi cùng đưa lên cà phê liền rời đi thích nghi vốn muốn mượn cơ cùng thiên nhiên tâm sự trình kiêu cùng sở niệm vấn đề bất đắc dĩ thiên nhiên vẫn rơi vào trầm tư lý thích nghi liên tục kêu nàng mấy tiếng nàng mới ngơ ngác xem ra liếc mắt một cái thích nghi biết lấy thiên nhiên hiện tại cảm xúc tạm thời là nói bất ra cái gì nguyên cớ đến, cho nên cũng là làm thôi, ngoan ngoãn cùng nàng cùng nhau trầm mặt. Mấy phút đồng hồ hậu, Lạc ưu gõ cửa đi đến, nói đông phương tính tới. Thích nghi vội vã ra hiệu thiên nhiên thu lại tâm thần chuẩn bị đứng dậy nên tiếp đông phương tính, lại đang nhìn đến tùy ở Lạc ưu hậu phương đi tới nam nhân kia sau này biến sắc. Nam nhân mặc một bộ hoa lệ âu phục, hai chân thon dài, cả người tỷ lệ hoàng mỹ vô khuyết theo hắn nhịp bước tiệm đi tiến gần, là của hắn một thân bức người quý khí. Chương 30 Không ba không phát hỏa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nam nhân tất nhiên là đông phương tính không thể nghi ngờ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xếp ở sau người hai tay tử tử nắm chặt, thích nghi khuôn mặt nhỏ nhắn co quắp một chút, trong đầu đột nhiên diễn sinh một ý nghĩ. Ngươi không phải là Trần Tiểu Thư, hắn chính là chúng ta tổng tài đông phương tiên sinh lạc ưu diệu dàng cười vì bọn họ tác giới thiệu tổng tài vị này chính là nara vị kia là người quản lý của nàng trần thích nghi tiểu thư đông phương tính khóe miệng nhất công nhàn nhạt tân một tiếng thích nghi lại vẻ mặt hắc tuyến sự tình sao có thể hội phát triển thành như vậy nhìn đông phương tính bình tĩnh đối thiên nhiên xuề bàn tay ra thích nghi rất muốn thân thủ đi đẩy ra hắn Đáng tiếc, ở nàng cái ý niệm này sản sinh tiền, thiên nhiên đã khách khí với hắn nói chuyện khởi tới. Mắt thấy bọn họ một bên ngồi xuống một bên khách sáo hàng huyên, thích nghi trong lòng trầm xuống. Kỳ thực bây giờ hồi tưởng một chút, nam nhân này là của đông phương tính sự tình, cũng là có tích nhưng theo. Bọn họ lần đầu gặp mặt là ở kia tràng từ thiện tiệc tối thượng có thể làm cho Gigi không lưng nhân nhất định không đơn giản, huống hồ, lúc đó Gigi cũng gọi là quá hắn tính thiếu lần thứ hai gặp mặt là ở này tràn cao ốc lý, lúc đó nàng cho là hắn vì thấy lâm chiếu mới có thể ước nàng ở phía sau thang gác gặp, nguyên lai lại là lâm chiếu để cho tiện cùng hắn gặp mặt mới tới. Về phần đang vạn gia đèn đuốc kia xử, ông Thành có một câu nói như vậy, có tiền hơn vạn gia, không có tiền ở nhà. Tượng hắn loài hoa này tâm vừa nhiều tình ngựa đực, tan tầm không có việc gì không đi vạn gia đèn đuốc tiêu khiển còn có thể làm chi đâu. Thích nghi ân ừ. bị thiên nhiên khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy thích nghi chậm quá thần đến ngươi làm chi đâu đông phương tiên sinh đang hỏi ngươi nói thiên nhiên nháy mắt nhìn nàng ách thích nghi không hiểu ra sao thiên nhiên nhướng mày đối đông phương tính lúng túng nói xin lỗi ta cùng nàng vừa mới hợp tác nàng đối người quản lý chuyện này còn có chút xa lạ bình thường nàng bất như vậy đông phương tính vừa nhấc tay ra hiệu thiên nhiên không cần lại vì thích nghi giải thích. Thích nghi ngước mắt trừng hướng nam nhân, đáy mắt thấm hừng hực thiêu đốt liệt hỏa. Đông phương tính cũng nhìn nàng, thần sắc nhàn nhạt, khóe miệng lại tích mang một mạc sâu không lường được tiếu ý. Lưu động ở giữa bọn họ kỳ dị bầu không khí lệnh thiên nhiên không hiểu rùng mình một cái. Các ngươi. Nàng thân thể không giấu vết hướng thích nghi tới gần, lấy các nàng hai người mới nghe thấy thanh âm hỏi. Nhận thức không biết thích nghi vô ý thức mở miệng lại ở ngôn ngữ hoàng tất hậu nhìn thấy ngồi đối diện nam nhân kia vẻ mặt như cười như không biểu tình không khỏi lửa giận tâm sinh trực tiếp liền hướng về phía hắn nói ngươi cười cái gì có cái gì buồn cười thiên nhiên bị như vậy thích nghi dọa cả kinh muốn biết thích nghi bình thường thế nhưng tương đương bình tĩnh một người a à, nhân gia đông phương tính hiện tại chỉ là nhìn các nàng lễ phép mỉm cười nàng tại sao phải đột nhiên xông nhân gia phát hỏa đâu? Có quy định mặt khách thời gian không thể cười sao? Đông Phương tính lòng bàn tay nhất thang, có chút vô tội nói. Thích nghi không nói gì mà chống đỡ. Thích nghi không phải cái kia ý tứ. Thiên nhiên vội vã giải thích. Nàng chỉ là thích nghi nắm thiên nhiên cổ tay, các đoạn lời của nàng ngữ, đồng thời, đối lạc ưu đạm đạm nhất tiếu, đạo. Lạc thư ký, ngươi có thể trước mang na ra ra một chút không? Ta có một số việc, nghĩ đơn độc cùng các ngươi gia tổng tài nói. Lạc ưu rất tự nhiên nhìn về phía lão bản của mình. Đông phương tính hình như chút nào không dị nghị, chậm rãi gật đầu. Thích nghi. Thiên nhiên lo lắng nhìn nàng. Đi. Thích nghi nghiêm sắc mặt. Những chuyện khác, giao cho ta xử lý. Thiên nhiên đành phải gật đầu, theo lạc ưu ly khai đãi trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc đông phương tính môi mỏng nhất công tiếu ý không rõ trần tiểu thư ngươi có lời gì nghĩ muốn cùng ta nói sao